Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 tốc cần có ký hiệu là VZX. Thì dự án này là VZX iDrop nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần đến phần link mô tả dưới video mà link phong các bạn. Thì dự án này sẽ random cho 2.000 winner may mắn nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì bạn visit website của nó nè các bạn. Rồi các bạn bắt up đi các bạn. Rồi ôi nó kêu các bạn chờ một giây nha các bạn, à, một phút gì đấy. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi tiếp tục follow Twitter nè các bạn. Rồi trên Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi bấm continue nè. Tiếp tục các bạn retweet nè. Line tweet nè, bấm continue nè. Rồi các bạn like và tan 5 người bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền username Twitter nữa các bạn. Thì các bạn sorry các bạn, nó kêu mình like bot tan 5 người bạn mà mình nãy chưa tan 5 người bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Twitter mình nha các bạn. Cộng quân VNNH9 nè các bạn. Các bạn bấm continue nha các bạn. Sorry các bạn, thì các bạn chỉ việc bấm vào một tờ Twitter này nè các bạn. Mình tăng 5 người bạn vào nha các bạn. Dạ anh Meta như một hồ sơ nè các bạn. Các bạn hoàn tất tất lại đi các bạn. Rồi các bạn tăng 5 người bạn mình vào nha các bạn. Rồi bạn tự quyết lên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào kênh group và kênh channel của nó nha các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi bạn mới up lên. Các bạn join tiếp kênh channel luôn. Rồi các bạn nhấp vào ba gánh cùng này, vào setting các biểu xin em telegram cho các bạn nha bạn. Các bạn nhắn vào đây bấm continue nha các bạn. Rồi subscribe kênh YouTube nữa nè, điền lại channel link. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào nó ta mình nè. Nhấp vào kênh của bạn, nhấp ba gánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Ờ, giang nhà liêm phong chứ. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ sonlet.io nha các bạn. Rồi hoặc là các bạn dùng địa chỉ sonlet của mình cũng được. Bấm vào reset nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ son mình nha các bạn. Giang vào đây bấm continue. Rồi click như rồi bấm vào follow minimum với nó nữa các bạn. Rồi trên minimum thì các bạn follow nhưng mà sau đó các bạn nhập anamata của mình nè các bạn. Rồi các bạn copy username mình chỗ này nha các bạn. Rồi bạn bấm continue nha các bạn. Rồi bạn việc lên ghép chia sẻ cho bè những người thân để tăng quality của mình nha các bạn. Vậy video mình đã kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất từ mình nha.